Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy nghiền nông sản dạng thẳng. Trước mắt các bạn là cái máy nghiền nông sản nhé. Máy được sử dụng motor 3 ký, vòng tua 2.800-3.500 vòng. Motor được gắn trên dàn chassis, và trên dàn chassis thì có hai dòng ốc để tăng dây côn loa khi mà mình sử dụng trồng. Đây là động cơ nha các bạn. Động cơ 3kW, dây đồng, bảo hành 12 tháng. Rồi bây giờ mình sẽ khoai quát qua về cái máy ha. Đây là cái máng để nguyên liệu. Khi chúng ta bỏ nguyên liệu vào trong thì sẽ có cái nút chỉnh để cho nguyên liệu rơi xuống. Đó. Khi máy nghiền, nguyên liệu nghiền vụn sẽ rơi xuống dưới. Máy có trọng lượng khoảng 35kg. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp buồng nghiền ra để cho các bạn xem bên trong của cái máy nghiền buồng thẳng nha. Đây là cái chốt để khi chúng ta khóa, chúng ta chỉ được tháo ra. Chúng ta lật thẳng cái mặt này lên. Vâng, đây là bên trong. Đây là bộ dao nghiền nha các bạn. Khi mà motor chạy thì những cái dao búa này nó sẽ đập vào những cái nguyên liệu ngũ cốc như ngô, bắp, gạo, sắn, khoai, mì. Khi nó đập thì cái dưới đây là cái màng lưới nọc. Khi nào mà cái nguyên liệu nó nhỏ hơn cái lỗ lưới này thì nó sẽ ra ngoài. Các bạn muốn nhỏ mịn hay là to thì các bạn chỉ việc thay cái lưới này nha. Cái lưới này ở tất cả các tiệm điện, tất cả các tỉnh và thành phố họ đều bán. Các bạn làm một miếng lưới như thế này, mình cắt theo cái kích thước như này khoảng tầm 15-20 ngàn. Đó, cái chạy như thế này sẽ đập. Năng suất để nghiền trong máy nghiền buồng thẳng gia đình này sử dụng motor 1 này thì có giá thành năng suất của nó là 80-100kg trên giờ. Còn nếu chúng ta nghiền với lại cái kích thước mà lỗ hạt to hơn cái lỗ mình vừa xem thì nó có thể được 200-300 kg một giờ. Bơm nhựa không? Đổ hết vào luôn em. Rồi, mở van lên được. Anh đứng sang bên này, đứng sang bên này. Nó lấy hết xuống luôn đi. Đóng vào bụi quá. Lấy cái gì chắn vào. Cái gì che đi ấy rồi. Cái rẻ trước mặt đấy. Và tôi vừa giới thiệu xong về cái máy nghiền buồng thẳng, về chức năng của máy và video sử dụng máy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.